Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV, rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ tư tuần vừa qua, học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được Thượng tọa Nguyên Tâm giảng về lịch sử Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Tích Lan trực tuyến qua Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung các bài giảng sau đây. Thầy giáo Thọ giảng rằng Phật giáo Tây Tạng có một kiếp nạn khốc liệt trong khoảng 7 năm, từ năm 1959 đến năm 1965. Đó là vì Tây Tạng chống cự toàn diện, nên chính quyền ở Trung Hoa đã dùng bạo lực hủy hoại các tự viện Phật giáo Tây Tạng, bức hại các vị Lạt Ma. Tu sĩ tại ba ngôi chùa lớn ở Lạt Tác từ 23.000 người giảm xuống chỉ còn 300 người, hàng ngàn tăng ni bị giết và bị tù. Hơn 6.000 tu viện bị hủy. Chỉ có một vài tu viện quan trọng về tôn giáo hay văn hóa là không bị hư hỏng nặng. Đất tu viện bị chia cắt và nền giáo dục không tôn giáo được giới thiệu. Phật giáo Tây Tạng phát triển và có ảnh hưởng mạnh từ thế kỷ thứ 11. Đối với các dân tộc Trung Á, đặc biệt là người Mông Cổ, khi triều đại Nguyên Mông thống trị Trung Hoa, Phật giáo Tây Tạng đã trở thành quốc giáo. Sau này, các triều đại nhà Minh, nhà Thanh cũng bảo hộ Phật giáo, đặc biệt là phái Cách Lỗ. Sự phát triển này cũng nhờ vào các nhà phiên dịch tài ba như Đại sư Nhân Khâm Tăng Bố đã kiến lập nhiều tự viện cung thỉnh các học giả nổi tiếng từ Ấn Độ, còn có Ngài Nhiên Đăng Các Thường Trí, bậc đạo sư lừng danh của Đại học Siêu Giới Tự Ấn Độ, được vua Tây Tạng mời sang. Về sau, môn đệ của Ngài là Trọng Đôn Ba đã sáng lập phái Cát Đương, nhờ vậy mà có các phái truyền thừa mới ngày nay. Năm 1578, Ngài Sách Nam Gia Thố, vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ ba, được mời đến Mông Cổ. Vị này đã giúp vua Lâm Đan Hãn quy đầu về Phật giáo cùng với bộ tộc của vua. Đây là bộ tộc Mông Cổ đầu tiên được cải đạo. Đức vua ban cho Ngài danh hiệu là Đa Lai. Đây cũng chính là khởi điểm phát sinh tôn hiệu Đạt Lai Lạt Ma. Về giáo lý, Phật giáo Tây Tạng thuộc về Đại Thừa. Về sự tu tập, trước truyền hiển giáo, sau là mật giáo, rồi hiển mật song tu. Hiển giáo là như Đức Phật Thích Ca thị hiện hình tướng để giáo hóa chúng sanh, hiển bày thuyết pháp rõ ràng. Còn mật giáo là do giáo thuyết do Đức Đại Nhật Như Lai thuyết ra. Ngài vốn là đấng không dễ dàng thị hiện thân tướng cũng như chân lý của Ngài. Chính giáo thuyết của Ngài thâm ảo, cho nên là bí mật vậy. Về giáo nghĩa, Ngài Tông Khách Ba, tổ sư phái Mũ Vàng, dung hợp giáo nghĩa của Du Già Mật Thừa với Trung Quán Luận. Nương vào bộ luận này, Hoằng Dương triết thuyết Bát Bất Trung Đạo, không sanh, không diệt, không thường, không đoạn, không một, không khác, không đến, không đi, lập ra 70 loại thuyết vô ngã, lại căn cứ vào Du Già Sư Địa Luận mà giải thích rõ 12 nhân duyên, luân hồi sáu đường, thuyết về tam đế của không giả trung và nhị đế của thế tục đế và thắng nghĩa đế. Lấy thắng nghiệp duy nhất để đạt đến Niết Bàn là tụng lục tự đại minh chú, án mani bát di hồng của Quan Âm Thần Chú. Trợ nghiệp là vòng tròn cầu nguyện chuyển động không ngừng, cầu nguyện tội chướng tiêu trừ, vãng sanh cực lạc tịnh độ. Giờ học lược sử Phật giáo Tích Lan, thầy giáo Thọ giảng rằng trong thời gian chiến tranh, thực phẩm bị khan hiếm, nạn đói hoành hành khắp đất nước, tương truyền đã từng xảy ra trường hợp ăn thịt người. Các tu viện trở thành hoang vắng, tiêu điều, cây cỏ mọc khắp nơi. Hai ngôi đại tịnh xá và đại tháp ở Anuradhapura không bóng người lai vãng. 24.000 vị A-la-hán đã mất trong rừng vì thiếu thức ăn. Nhiều vị đã chạy sang Ấn Độ để tìm đường sống. Trước kết quả hầu hết các tăng ni lỗi lạc qua đời, người ta sợ rằng một số kinh điển sẽ bị mất đi. Tỷ dụ như
Tu Đa Tạng là một trong ba tạng của Thánh điển Pali cũng đang trên đà thất truyền, bởi vì lúc bấy giờ bản kinh này chỉ có một tăng sĩ biết mà thôi. Với điều lo sợ như trên, giáo đoàn quyết định rằng đã đến lúc phải chuyển những giáo thuyết ấy sang dạng văn viết để có thể bảo tồn lâu dài cho thế hệ tương lai. Như vậy, một cuộc kết tập đã được tổ chức dưới sự chủ trì của trưởng lão Mahinda. Khi ấy, chư vị trưởng lão lãnh đạo khác cũng có mặt. Lời dạy của Đức Phật được tụng lên và công nhận có thẩm quyền, như đã từng thực hiện trong cuộc kết tập kinh điển lần thứ ba tại Ấn Độ dưới sự bảo hộ của Đại đế A Dục. Theo bộ Nikaya Sangraha, tác phẩm Tiếng Tích Lan khoảng thế kỷ thứ 14 viết về lịch sử giáo đoàn Tích Lan. Sau hội nghị ở Đại Tinh Xá, 500 người đọc và chép kinh đến ngôi chùa hang ở Alulena, thị trấn Matale. Tại đó, họ hoàn thành công việc được giao phó và lần đầu tiên lời dạy của Đức Thế Tôn được công bố dưới hình thức thư tịch. Sự phân phái bắt đầu khi vua Appaya giành lại được ngôi vị. Ông phá hủy ngôi đền của nhà tu khổ hạnh Kỳ Na giáo tên Giri vì tội nhạo báng vua, cho kiến lập Vô Úy Sơn Tự trên nền đền thờ ấy để hiến tặng cho tu sĩ tên Mahatisa, người đã từng giúp vua lúc sống lưu vong. Khi tôn giả bị chư tăng của Đại Tịnh Xá trục xuất vì tội quan hệ bất chính với Phật tử tại gia, tôn giả ra đi cùng đệ tử là Bahala Masu và 500 tăng sĩ khác đến sống tách riêng tại Vô Úy Sơn Tự, nêu lên lập trường khác với Đại Tịnh Xá. Họ lại được tăng thêm sức mạnh khi môn đệ của Ngài Dhammaruchi ở Nam Ấn đến Tích Lan và được tiếp đón tại Vô Úy Sơn Tự. Không lâu sau, nơi này trở thành phái Dhammaruchi. Từ đó, phái này và phái của Đại Tịnh Xá trở thành đối lập. Phái Dhammaruchika là một trong những giáo phái không chính thống, được tách ra từ Thượng Tọa Bộ. Sử thư cũng như giáo lý luật tạng đồng thời nêu lên những điểm khác biệt của phái này để mọi người cùng hiểu họ khác với Thượng Tọa Bộ. Sự phân phái này diễn ra khoảng 454 năm sau khi Phật nhập diệt. Tuy có ủng hộ và phát triển được trong thời gian dài tại Tích Lan mà không tránh khỏi sự tranh giành thế lực phe phái bởi các triều quan, thảm họa xung đột và phá hủy giữa Đại Tịnh Xá và tín đồ giáo phái Dhammaruchika cũng được ngăn chặn kịp thời. Trân trọng kính mời quý khán thính giả đón xem chương trình Dạy và Học tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay, thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020, từ 6 giờ đến 9 giờ tối. Chúng ta sẽ được học lược sử Phật giáo Tây Tạng và Tích Lan do Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm giảng trực tuyến qua Bồ Đề Phật Quốc TV băng tần 57.15. Quý vị cũng có thể nghe qua YouTube Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15 Live và Facebook Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Ngoài ra, quý vị có thể vào trang nhà bodephatquoc.org để nghe lại chi tiết các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Rất mong quý học viên thường xuyên kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết khác. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.